thấy mẹ đi hốt rác khi đang uống nước cùng bạn, thanh niên làm một hành động khiến cộng đồng mạng xúc động. Một tài khoản mạng xã hội vừa chia sẻ một khoảnh khắc về hành động vô cùng ý nghĩa của một chàng trai Kansas. Trong lúc đi cà phê cùng bạn, anh vô tình thấy mẹ mình đang thu gom rác trước quán. Thay vì ngó lơ, cậu con trai đã không ngần ngại đến phụ mẹ. Một hành động tưởng bình thường nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm như vậy. Hành động sẵn sàng gạt bỏ cái tôi để đồng hành cùng mẹ đã khiến dân cư mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và để lại bình luận. Tất cả mọi thứ đều có thể có nhiều hoặc ít, song cha mẹ thì chỉ có một trên đời mà thôi. Rất ngưỡng mộ con, cha mẹ con chắc rất vui khi con là một người con hiểu chuyện, biết yêu cha mẹ, là người con sống giàu tình cảm. Dù là làm gì, nhưng có cậu con trai như thế thì mát lòng mẹ. Quá tuyệt vời, chả có gì phải ngại ngùng cả. Bố mẹ mình đẻ ra mình, có sao thì cũng là bố mẹ mình, giỏi lắm chàng trai. Tuy gia đình còn khó khăn, chàng trai vẫn khiến ai nấy đều cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của mình. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về hành động tuyệt vời của chàng trai trong video? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nha! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.